Hội bạn thân Vebis đang vui bỗng xa lánh lẫn nhau. Puka, Khả Như, Diệu Nhi từ hội chị em thân thiết nay tan đàn xẻ nghé. Khả Như, em cũng ăn đám cưới Puka không? Em rất mong ăn đám cưới Puka từ 2 năm nay rồi. Trấn Thành và tin đồn nhóm cờ cá ngựa tan rã. Dự chung sự kiện với Trúc Nhân nhưng coi như không thấy. Tại vì Nhung muốn hướng nhận tới cái hình ảnh là nghệ sĩ trình diễn cho nên là Nhung rất là thích. Tuấn Trần vẫn hợp tác đóng phim cùng đàn anh nhưng tình cảm hời hợt. Showbiz Việt có không ít hội bạn thân chơi chung với nhau. Tuy nhiên khi còn thân, họ thường xuyên hội họp, chị em vô cùng thân thiết, tưởng như không điều gì có thể chia cắt. Nhưng đến một lúc nào đó, khán giả lại thấy ngạc nhiên khi những người từng thân thiết như anh chị em nay lại xa cách và coi như không quen biết. Khiến cư dân mạng tranh cãi nhất trong thời gian qua là hội chị em của Puka, Khả Như, Diệu Nhi. Thở còn thân thiết, cả ba thường xuyên xuất hiện chung và hay tham gia các show truyền hình cùng nhau. Puka là người rất thân với cả Diệu Nhi lẫn Khả Như. Năm đó, Khả Như từng hùng hồn tuyên bố trên show, trước sự chứng kiến của nhiều nghệ sĩ, rằng bản thân mong chờ đám cưới của Puka từ 2 năm nay rồi, nếu cô tổ chức chắc chắn sẽ dự. Chỉ tiếc là đến lúc Puka làm đám cưới, tình cảm chị em của họ đã không còn như trước. Ba buổi tiệc công khai mời bạn bè đồng nghiệp, bốn đám cưới từ trên biển ra đến thành phố, miền Tây hay tại nhà thờ, nhưng tất cả đều không có sự xuất hiện của Khả Như. Người ta tưởng Khả Như bận, nhưng thực tế cô vẫn có thời gian đi làm phù dâu cho đám hỏi của Phương Lan ngay tại thời điểm đó. Không xuất hiện tại đám cưới của Puka, cư dân mạng dần nhận ra mối quan hệ của họ rạn nứt. Và những nghi ngờ này càng chắc chắn hơn khi Puka và Khả Như có màn đụng mặt, nói chuyện sượng chân tại đám cưới Phương Lan. Cả hai như diễn cho có, rồi khi vào buổi tiệc thì ngó lơ như không quen biết. Với Diệu Nhi, Puka cũng không còn thân thiết như trước. Đám cưới Diệu Nhi, Puka vắng mặt và đến đám cưới Puka, Diệu Nhi cũng không xuất hiện. Fan biện minh rằng do Diệu Nhi đang đi thi hát nên không thể tới, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc cũng tham gia cuộc thi đó và vẫn dành thời gian bay ra Cam Ranh để chung vui của người chị em. Sau loạt đồn đoán kẹt mặt, Diệu Nhi và Puka xuất hiện chung trên sân khấu trong cùng một vở kịch. Cả hai vẫn diễn xuất với nhau rất ăn ý, nhưng đó là trước mắt khán giả, còn ngoài đời, không ai thấy Diệu Nhi và Puka tương tác với nhau. Ngoài ra, mối quan hệ giữa Khả Như và Diệu Nhi cũng được cho là có dấu hiệu bất thường. Cả hai đóng chung phim, nhưng họp báo hay đóng máy đều né nhau như né tả, nghi ngờ không còn chơi chung. Hội chị em của Puka, Diệu Nhi, Khả Như không thân như trước, còn nhóm cờ cá ngựa của Trấn Thành cũng bị cho là đã toang. Còn nhớ cái ngày thân thiết, Trấn Thành cùng những người bạn thường xuyên hội họp, khoe ảnh thân thiết trên mạng xã hội, còn cùng nhau hát hò trên sân khấu. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Trúc Nhân và Quang Trung lộ nhiều dấu hiệu cho thấy không còn thân với đàn anh, điển hình là cả hai không chia sẻ lời chúc mừng sinh nhật Trấn Thành như trước. Riêng Trúc Nhân, nam ca sĩ từng rất thân với Trấn Thành, xuất hiện trong phim ngắn Bố Già, còn kéo Trấn Thành lên hát chung. Thế nhưng hiện tại, Trúc Nhân và Trấn Thành tham gia chung sự kiện lại coi như không quen biết. Ở sự kiện của Thu Minh, Trấn Thành chúi mắt vào điện thoại khi người bạn đứng trên sân khấu giao lưu. Còn ở đám cưới Puka, Trấn Thành và Trúc Nhân cũng né tránh lẫn nhau, không có tương tác. Ngoài ra, nhóm cờ cá ngựa còn có Tuấn Trần, cũng thân với Trấn Thành không kém. Mặc dù hiện tại Tuấn Trần vẫn đóng phim và hợp tác với Trấn Thành, song tình cảm anh em có vẻ không còn thân thiết như trước. Cả hai không tương tác, không thoải mái với nhau khi cùng dự sự kiện.